ngày mùng 1 tháng Giêng, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Bạn hãy tưởng nhớ về một buổi sáng của ngày lễ Giáng sinh. Chúng ta tìm đến với chuồng bò. Có thể là một chuồng bò nằm trên tấm áo choàng, hay dưới cây Noel, hoặc trong một xứ đạo nào đó của chúng ta. Chúng ta đang ngắm nhìn Chúa Hài Nhi nằm trong máng cỏ, như trước đây các mục đồng đã chiêm ngắm. Chúa Hài Nhi hiện diện ở đó với mẹ Maria và Thánh Giuse. Hôm nay, chúng ta bắt đầu một năm mới bằng việc cử hành phụng vụ Thánh Thể. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa thay cho Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, người đã mang đấng cứu thế đến cho nhân loại. Bởi vì là mẹ của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, nên mẹ Maria đích thật là mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria đã cưu mang Chúa Giêsu nhờ quyền phép của Chúa Thánh Linh. Và Thánh Giuse là cha đồng trinh yêu quý của Đức Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria là mẹ của con người. Lúc ấy, mẹ chạc tuổi thiếu nữ. Thánh Gioakim và Thánh Anna là song thân của mẹ. Mẹ Maria yêu mến Thiên Chúa và đạo Do Thái của mẹ. Có lẽ những người láng giềng đã coi mẹ chẳng có gì đặc biệt đáng kể. Nhưng hoạt động của Thiên Chúa ở trong mẹ thật đã làm cho mẹ trở nên rất đặc biệt, nên đầy ân phúc. Thiên Chúa đã sai Đức Tổng Thần Gabriel đến thành Nazareth của mẹ Maria. Đức Tổng Thần mời mẹ chấp nhận một chương trình kỳ diệu. Kỳ diệu với mẹ và với tất cả mỗi người chúng ta. Mẹ Maria muốn làm hài lòng Thiên Chúa và mẹ đã chấp nhận kế hoạch ấy. Mẹ trở nên hiền mẫu của Chúa Giêsu. Mẹ Maria và Thánh Giuse, hôn phu của mẹ, đã cố gắng nuôi dưỡng, giáo dục Chúa Giêsu với tình yêu thật lớn lao. Chúa Giêsu đã sống qua nhiều năm hạnh phúc, thân mật với mẹ Maria và Thánh Giuse ở Nazareth. Khi Chúa Giêsu lên 30 tuổi, người bắt đầu sứ vụ rao giảng và chữa trị các thứ bệnh tật. Giai đoạn này thường gọi là đời sống công khai của Chúa Giêsu. Có thể xảy ra ít lâu trước khi Thánh Giuse qua đời. Chúa Giêsu không thể chỉ lưu lại trong ngôi nhà bé nhỏ và xuống mộc nghèo hèn ở Nazareth. Mẹ Maria cùng với vài người bạn thân của mẹ đã thường xuyên ở bên Chúa Giêsu. Mẹ đã tham dự tiệc cưới tại Cana. Chúa Giêsu và các môn đệ của người cũng đến. Khi hết rượu, mẹ đã xin Chúa làm một việc. Mẹ muốn người cứu giúp đôi tân hôn cho khỏi bẽ mặt xấu hổ trước khách mời của họ. Và Chúa đã làm phép lạ, biến nước lã thành thứ rượu thơm ngon hảo hạng. Mẹ Maria rất yêu mến Đức Chúa Giêsu và tin tưởng nơi người. Mẹ hiện diện khi Chúa bị đóng đinh vào thập giá. Thật ra, mẹ đã ở ngay dưới chân thập giá và nhận lấy thân xác bất động của Chúa trong vòng tay mẹ. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, mẹ đã cùng với các môn đệ của Chúa đợi chờ Chúa Thánh Linh ngự xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần. Các môn đệ cũng yêu mến Đức Mẹ. Họ biết rằng họ cần có nhiều can đảm hơn để trở nên những người tông đồ đích thực của Đức Chúa Giêsu. Và mẹ Maria đã cầu nguyện cho họ, cùng khích lệ họ. Mẹ dạy dỗ họ cách thức để trở nên môn đệ của Đức Chúa Giêsu con mẹ. Những ngày lễ của mẹ Maria là những biến cố đặc biệt trải dài suốt năm. Ngày lễ hôm nay tôn kính tước hiệu mẹ là mẹ Thiên Chúa. Và mẹ cũng muốn được là mẹ của mỗi người chúng ta. Trong ngày đầu năm hôm nay, chúng ta hãy nài xin mẹ Maria luôn hiện diện để giúp chúng ta như mẹ đã luôn hiện diện bên Chúa Giêsu và các môn đệ của người.